Tôn kính cột tóc lên xà nhà. Bộ phim này cải biên dựa trên Thái Bình Ngữ Lãm. Tôn kính Tử Văn Bảo, người Tín Đô thời nhà Hán. Khi ông ấy còn nhỏ hiếu học, nghe nhiều, ghi nhớ tốt, coi sách như sinh mạng. Kim ngọc mãn đường, mạc chi năng thủ, phú quý nhi kiêu, tự di kỳ cử, công thành thân thoái, thiên chi đạo. Huyền chi hữu huyền, chúng diệu chi môn, thị dĩ thánh nhân chi trị, hư kỳ tâm, thật kỳ phúc, nhược kỳ chí, cường kỳ cốt, thường sử dân. Đứa trẻ này chỉ cần có sách đọc là bất kể ngày đêm. Mẹ. Mẹ, có phải con lại thức đêm nữa không? Cứ như vậy thì cơ thể sẽ chịu không nổi đâu. Buồn ngủ thì phải đi ngủ chứ, sao lại ngồi đó rồi ngủ như vậy? Trời về đêm lạnh lẽo, con đừng để nhiễm phong hàn đó. Mẹ, con không có đọc cả đêm, tối qua không cẩn thận ngủ quên mất, sách vẫn chưa đọc xong. Hôm nay là tới hạn phải trả sách rồi đúng không? Mẹ, con muốn tiếp tục đọc sách, ngày mai hãy trả. Làm người nói phải giữ lời, nếu như đã hứa là hôm nay trả thì phải trả, cho dù chưa xong cũng phải trả. Dương. Mẹ, con trở về rồi hả? Mau giúp mẹ một tay đi. Mẹ, đây đều là những kinh điển Nho gia mà trước giờ con mơ ước. Nhiều như vậy, mẹ có từ đâu vậy? Đây đều là sách từ xa chuyển tới. Bạn tốt của cha con lúc sinh thời, ông ấy từng hứa cho cha mượn sách. Đến đây rồi mới biết cha của con đã không còn nữa, nên muốn để cho con đọc. Thời hạn là một năm. Thật là tốt quá. Con nhất định sẽ đọc hết số sách này trong vòng một năm. Lời hứa không phải là tùy tiện mở miệng mà nói ra đâu. Mẹ, con không phải là người ăn nói tùy tiện. Mẹ biết. Mẹ, con bây giờ mới thực sự gọi là kim ngọc mãn đường đó. Mẹ xem cả căn phòng toàn sách nè, đều là bảo vật vô giá.
Sách tuy là vô giá, nhưng con phải đọc cho thấu hiểu thì mới thực sự coi là có được bạn tốt của cha con. Vì để thực hiện lời hứa của chính mình năm đó, không màng đường xá xa xôi đưa sách tới đây, con cũng nên thực hiện lời hứa của chính mình, trả lại sách cho người ta đúng thời hạn, không làm mọi người thất vọng, cũng nên trân trọng cho tốt. Con biết rồi ạ, con nhất định sẽ tranh thủ thời gian đọc sách. Sau này những chuyện trong nhà con không cần phải lo lắng nữa, chỉ cần con có thể yên tâm đọc sách hay, tất cả mọi chuyện đều để mẹ làm. Vậy thì sao được ạ? Con cũng phải tranh thủ thời gian giúp mẹ làm việc chứ. Đọc sách mặc dù quan trọng nhưng mà không thể không tận hiếu được. Con có thể đọc sách cho tốt cũng là tận hiếu với mẹ rồi. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ dụng tâm đọc sách, không phụ sự kỳ vọng của cha mẹ. Có phải đệ lên núi chặt củi không? Đúng vậy đó. Đệ đợi huynh một chút nha, huynh cũng muốn đi nữa. Nhưng mà củi của nhà huynh cũng đủ dùng cả năm rồi, sao vẫn còn muốn chặt củi nữa? Huynh không đi chặt củi, huynh đi chặt tre. Chặt tre ư? Để làm gì vậy? Để làm thành thẻ tre, sau đó sâu lại. Ồ, đệ hiểu rồi. Huynh muốn dùng nó làm thành cuộn thẻ tre để ghi chép hả? Đúng vậy đó. Được, đệ sẽ giúp huynh. Huynh giúp đệ chặt củi trước, sau đó đệ giúp huynh chặt tre. Được, đi thôi. Đệ xem con khỉ kia thông minh chưa kìa, dùng đuôi có thể treo được cơ thể. Đó là bản lĩnh của chúng. Huynh tôn kính, huynh phải chặt bao nhiêu tre thì mới đủ cho huynh dùng để làm sách vậy? Không nhiều đâu, đủ để huynh ghi chép một năm là được rồi. Ghi chép một năm? Vậy thì cần nhiều lắm đó. Nếu có nhiều sách hơn để đọc, chặt đủ cho hai năm huynh cũng chịu nữa. Đọc sách đối với huynh có sức hấp dẫn lớn như vậy sao? Đúng vậy, đọc sách có thể hiểu rất nhiều đạo lý, hiểu được đạo lý làm người, mở mang được tầm nhìn của huynh, cũng giống như chúng ta đang ngồi trong nhà, cũng có thể chu du liệt quốc vậy. Vậy huynh có thể dạy đệ đọc sách không? Đương nhiên là được rồi, chỉ cần huynh có thời gian thì sẽ dạy đệ. Thật tốt quá. Uống chút nước rồi nghỉ ngơi. Không nghĩ nữa, huynh phải tranh thủ thời gian chặt xong làm cuộn thẻ tre, huynh mới an tâm đọc sách được. Mẹ, mẹ mệt chưa? Không mệt, tại vì ngồi lâu quá chân không còn linh hoạt nữa. Hoạt động một chút là được mà. Mẹ, mà ngồi đi. Ghế cao như vậy làm sao mà làm việc được? Con không để cho mẹ làm nữa. Mẹ ở đó nhìn con làm đi. Thời gian mà con đi chặt tre cũng đã mất hết 10 ngày rồi. Thời gian đều dùng vào việc làm thẻ tre. Con bào thẻ tre đi, mẹ giúp con sâu lại. Như vậy thì không cần phải cúi lưng nữa. Phải nhanh chóng làm cho xong, để con còn tranh thủ thời gian đọc sách nữa. Dạ vâng. Con bắt đầu đọc sách rồi sao? Vâng thưa mẹ. Học tập không thể không có quy luật, phải tự lập một kế hoạch cho mình mới được. Con đã làm xong kế hoạch học tập rồi. Mẹ xem nè. Cũng không được quá gấp gáp. Con sẽ học tập theo nội dung và thời lượng trong kế hoạch. Mẹ xem, những cuốn thẻ tre này vừa hay dùng để ghi chép bất cứ lúc nào. Có kế hoạch là rất tốt. Con đọc sách đi, mẹ không làm phiền con nữa. Vâng, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi. Mm-hmm.
Ngài là... Chúng ta không hề xa lạ. Ngài là Khổng Lão Phu Tử. Có thể nói chuyện trực tiếp với Ngài sao? Thưa Thầy, còn có một câu dạy bảo của Thánh Nhân mà mãi không hiểu. Thiên hạ giai tri mỹ chi vi mỹ, từ ác dĩ, giai tri thiện chi vi thiện, từ bất thiện dĩ. Ý của câu nói này là người trong thiên hạ đều biết thế nào là đẹp, như vậy thì liền có xấu. Đều biết thế nào là thiện, như vậy thì liền có bất thiện. Một lời của Thánh Nhân đã khiến tôn kính con khai ngộ. Con à, ta phải đi đây. Ngài còn tới nữa không? Thật ra mỗi ngày hai ta đều gặp nhau, chỉ là đổi sang một phương thức khác thôi. Con hiểu rồi. Ăn cơm, ăn xong rồi hãy coi tiếp. Xem tình hình, kế hoạch học tập một tháng của con cũng đã hoàn thành rồi. Chắc là mệt lắm hả? Đọc sách mang lại cho con niềm vui vô tận, cho nên con không thấy mệt. Con à, dậy đọc sách thôi. Con buồn ngủ quá, hôm nay con không đọc nữa. Ngày mai lại đọc cũng không muộn, vẫn còn kịp thời gian mà. Mẹ, Kính Nhi, trí hư cực, thủ tỉnh đốc, vạn vật tỉnh tác, ngô dĩ quan phục, là ý nghĩa gì? Trí hư là thủ tỉnh là, con chỉ biết vạn vật tỉnh tác là vạn vật sinh sôi nảy nở. Để mẹ giải thích cho con. Công phu trí hư là thủ tỉnh, làm được tới cảnh giới không dao động, vạn vật sinh sôi nảy nở. Ta nhìn thấy đạo lý tới lui tuần hoàn. Cho dù là chúng ta muốn siêu diệt như thế nào, nhưng khi chúng ta thật sự đối diện cũng phải luôn nghiêm túc. Chỉ khi con đạt được trình độ nhất định, người khác mới có thể nhìn thấy con có cảnh giới siêu việt. Mẹ làm sao lại biết mấy cái này vậy? Khi cha con còn sống, cũng từng dạy một ít kinh điển cho mẹ. Ăn cơm trước đã. Tôn kính, mì thực là không có chút tiến bộ. Sao con không ăn cơm? Con ăn không nổi. Đọc sách không thể nào nhất thời đọc hết được. Nếu như không động não để suy gẫm đạo lý ở trong sách, lại tự cho rằng đọc được rất nhiều sách, hiểu được rất nhiều đạo lý,
thì sẽ chỉ là mê mờ vô tri chứ không có chút thu hoạch nào. Con biết sai rồi. Mỗi cuốn sách con đọc được mấy lần? Con chỉ đọc một lần. Chỗ nào mà khó hiểu thì mới đọc lại một lần nữa. Cũng giống như việc mẹ dệt vải, từ lạ tới quen không tới cả ngàn lần, thì làm sao có thể nắm vững kỹ thuật dệt vải chứ? Cho dù là bôi đen có không cưỡi thì mẹ cũng sẽ không dệt sai, là bởi vì mỗi bước dệt vải mẹ đều ghi nhớ trong lòng. Mẹ, gần đây con đọc sách thường mơ thấy nói chuyện với thánh nhân. Tại sao vậy mẹ? Con trai mẹ thật có phước báo. Kính Nhi, thật ra đó là con đang nói chuyện với tâm của con. Đó gọi là tướng do tâm sanh, nhất định là do lúc con dụng tâm đọc sách chiêu cảm được. Đọc sách trăm lần, không phải đợi nghe giảng giải mà tự hiểu nghĩa lý trong đó. Mẹ, con hiểu rồi. Mục đích của việc đọc sách không phải là đọc cho xong, mà phải đọc hiểu, đọc cho thông suốt. Không những lướt qua mắt mà còn phải ghi trong tâm. Sau này nhất định con sẽ chăm chỉ đọc sách hơn. Đúng rồi đó, mẹ đi hâm lại cơm canh, nguội cả rồi. Đại phương vô ngôn, đại khí giảng thành, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình. Đại phương vô ngôn, đại khí vãng thành, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình. Còn mau thay quần áo đi. Mấy ngày nay con đọc sách như thế nào rồi? Con dùng phương pháp mà mẹ dạy để học tập. Đọc đi, đọc lại thuộc lòng kinh điển, lại tiếp tục dùng thẻ tre ghi chép lại, phát hiện ra vốn rất có nhiều vấn đề không hiểu. Sau khi trải qua đọc tụng lại nhiều lần, căn bản đều hiểu cả rồi. Tốt, đó mới thực sự là đọc sách. Ai, sao mình lại ngủ quên nữa chứ? Cứ như vậy thì làm sao được? Tri nhân giả trí, tự tri giả minh. Thắng nhân giả hữu lực, tự thắng giả cường. Có cách nào mới thực sự làm mình hết buồn ngủ ta? Mạnh Tử nói, khi trời muốn giao phó một trọng trách cho người nào, thì trước hết làm cho khổ cái tâm trí, nhọc cái gân cốt, đói cái thể xác, cùng túng cái thân người ấy, động làm gì cũng nghịch ý muốn. Có vậy mới kích động cái tâm, kiên nhẫn cái tánh. Thêm ít cho những điều chưa hay làm được. Nếu mình không lấy khổ làm vui thì thế nào đây? Đức Khổng Tử đứng bên dòng sông nói rằng, chạy đi hoài như thế kia ư, không ngừng nghỉ ngày đêm. Sương đêm lạnh lẽo, cẩn thận không bị nhiễm lạnh đó con. Mẹ, trễ như vậy rồi mà mẹ vẫn chưa ngủ sao? Mẹ nghe tiếng báo chuyển canh, thấy con vẫn đang đọc sách, sợ con bị cảm lạnh, vất vả cho con rồi. Mẹ, mẹ yên tâm đi, con không thấy khổ mà lại cảm thấy vui. Trong lúc bất tri bất giác, con được làm bạn với thánh nhân, thì làm gì có khổ chứ? Tôn kính huynh, chúng ta đi ra ngoài chơi chút đi. Không đâu, huynh còn phải đọc sách nữa. Các đệ đi đi. Vậy được, tạm biệt nha. Tạm biệt. Cứ như vậy, tôn kính mỗi tối khi đọc sách, thường dùng phương pháp này.
để chuyên tâm đọc sách. Trong thời gian ngắn, đọc được một lượng sách rất lớn. Học tập khắc khổ từ năm này qua năm khác khiến cho Tôn Kính bụng một bộ kinh thư. Bác học đa tài, trở thành một nhà đại học vấn tinh thông cổ kim, khá có danh tiếng ở vùng phía Bắc Giang Hoài lúc đó. Có rất nhiều học sinh không ngại cách xa vạn dặm, gánh theo sách vở tới cầu học giải pháp của ông ấy, thảo luận học vấn, là đại nho đương thời. Nam mô A
Nam Mô